Israel dồn dập không kích ngoại ô Beirut. Israel tấn công ngoại ô Beirut ít nhất 17 lần trong vòng một ngày, đánh dấu đòn tấn công dữ dội nhất vào khu vực này trong hơn một năm. Hãng thông tấn nhà nước Li NNA, ngày 23 tháng 10 cho biết quân đội Israel đã không kích vùng ngoại ô Beirut ít nhất 17 lần trong 24 giờ, san phẳng 6 tòa nhà tại khu Leilaki ở phía nam thủ đô của Li Bang. NNA cho biết đây là đợt không kích dữ dội nhất nhằm vào khu vực trong suốt hơn một năm giao tranh. Loạt cuộc tấn công diễn ra sau khi Avichai Adri, phát ngôn viên tiếng Ả Rập của lực lượng phòng vệ Israel, IDF, yêu cầu người dân tại địa điểm này sơ tán. Tuy nhiên, IDF không phát cảnh báo khi tấn công văn phòng kênh truyền hình al Mayadin có quan điểm ủng hộ Iran tại khu Jina ở ngoại ô Beirut. Theo Bộ Y tế Liban, trận không kích nhằm Jina đã khiến một người thiệt mạng và năm người bị thương. IDF cùng ngày cũng tấn công nhiều vùng ở trung tâm thành phố Tyre, thành trì chủ chốt của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Liban. Theo cơ quan ứng phó thảm họa ở 7 tòa nhà đã bị san phẳng và hơn 400 căn hộ bị hư hại sau trận không kích. Israel chưa công bố chi tiết về mục tiêu trong loạt trận tập kích. IDF cùng ngày cho biết Hezbollah phóng khoảng 135 quả dốc kết qua biên giới, chủ yếu nhằm vào miền Bắc Israel, trong khi 6 quả lao về phía miền Trung nước này. Chưa rõ thiệt hại hoặc thương vong liên quan các vụ tập kích dốc kết của Hezbollah. Loạt trận không kích diễn ra trong lúc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới thăm Trung Đông trong lúc nước này tìm cách chấm dứt xung đột tại khu vực, cũng như hạn chế hậu quả. Ông Blinken nhận định Israel đã đạt được hầu hết mục tiêu chiến lược tại giải Gaza và nên biến đó thành chiến lược lâu dài. Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi Israel đáp trả vụ tập kích tên lửa đạn đạo của Iran theo cách không làm leo thang thêm tình hình. Lực lượng Hezbollah nhiều lần phóng rocket, tên lửa và máy bay không người lái, UAV, vào lãnh thổ Israel sau khi chiến sự tại giải Gaza bùng phát vào tháng 10 năm 2023. Hezbollah tuyên bố đây là hành động bày tỏ đoàn kết với đồng minh Hamas và chỉ dừng lại khi có lệnh ngừng bắn ở giải Gaza. Xung đột hai bên gần đây leo thang nghiêm trọng sau khi Israel không kích hạ hàng loạt quan chức cấp cao của Hezbollah, trong đó có thủ lĩnh Hassan Nasrallah và mở chiến dịch trên bộ hạn chế vào miền nam Liban. Hezbollah đáp trả bằng cách liên tục nã pháo, phóng dốc kết, tên lửa vào miền Bắc Israel và giao tranh với bộ binh nước này gần biên giới. Nhóm vũ trang ở Liban cũng thể hiện khả năng tập kích sâu ít nhất 60 km vào lãnh thổ đối phương, trong khi phòng không Israel đã nhiều lần để lọt mục tiêu và dường như đang đối mặt nguy cơ thiếu tên lửa đánh chặn. Mới đây, lực lượng Hezbollah tuyên bố lần đầu tiên sử dụng tên lửa có độ chính xác cao và máy bay không người lái UAV thế hệ mới trong các cuộc giao tranh trực diện với lực lượng bộ binh và thiết giáp Israel ở chiến trường phía nam Liban, gây tổn thất lớn cho lực lượng đối địch. Hezbollah không cho biết cụ thể tên gọi hay thông số kỹ thuật của các vũ khí mới, song khẳng định các cuộc tấn công của nhóm này đã gây thiệt hại nặng nề và đẩy lùi lực lượng Israel ra khỏi một số ngôi làng ở phía nam Liban. Bên cạnh đó, Hezbollah cũng tuyên bố đã tiến hành nhiều cuộc tập kích tên lửa và UAV tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Israel, trong đó có một nhà máy quốc phòng ở ngoại ô Tel Aviv và một căn cứ quân sự ở thành phố cảng Haifa. Cho đến đêm 23 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel chưa công bố bất kỳ báo cáo mới nào về thiệt hại tại chiến trường Nam Liban. Tuy nhiên, một số nguồn tin Ả Rập khẳng định, các cuộc giao tranh tại Nam Liban trong ngày 23 tháng 10 đã khiến ít nhất 4 lính Israel thiệt mạng và 15 binh sĩ khác bị thương. Đặc biệt, một số nguồn tin cho biết, quân đội Israel có thể mất tới 6-7 xe tăng hiện đại Mekava trong các cuộc giao tranh mới nhất với Hezbollah về các cuộc tập kích của Hezbollah và Israel, lực lượng phòng vệ Israel đêm 23 tháng 10 xác nhận, nhóm vũ trang Liban đã phóng tổng cộng 135 quả tên lửa và một số máy bay không người lái tấn công khu vực phía bắc và miền trung Israel. Hầu hết số vũ khí của Hezbollah bị đánh chặn hoặc rơi vào khu vực đất trống, không gây ra thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng. Ở chiều ngược lại, Israel tiến hành nhiều đợt không kích dữ dội vào ngoại ô thủ đô Beirut và thành phố cảng Tire của Liban. Theo các nguồn tin Liban, các cuộc tấn công của Israel đã gây ra thương vong nghiêm trọng, song chưa rõ số lượng cụ thể. Trong bối cảnh Israel liên tục tấn công vào Liban để đáp trả lực lượng Hezbollah, một nhiếp ảnh gia đã chụp được thời khắc quả tên lửa của quân đội nước này giáng xuống một tòa trung cư ở thủ đô Beirut của Liban vào ngày 22 tháng 10. Theo hình ảnh được nhiếp ảnh gia này ghi lại, tên lửa của Israel đã đánh sập tòa nhà có lợi ích của Hezbollah ở thủ đô Beirut, cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của các loại vũ khí hiện đại. Cuộc tấn công diễn ra khoảng 40 phút sau khi một phát ngôn viên của quân đội Israel đăng cảnh báo bằng tiếng Ả Rập trên mạng xã hội, thông báo cho người dân ở trong và xung quanh hai tòa nhà ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut rằng họ nên sơ tán ngay lập tức khỏi khu vực này. Theo nhiếp ảnh gia này kể lại, anh đã nghe thấy tiếng rít của tên lửa hướng về phía tòa nhà và sau đó bắt đầu quay phim những hình ảnh chụp được cho thấy mức độ chính xác đến rợn người của các loại vũ khí tối tân cũng như sức tàn phá. Israel cho biết những tòa nhà này nằm gần các lợi ích của phong trào Hezbollah ở Liban. Theo thống kê của AFP, các cuộc tấn công của Israel trong hơn một tháng qua đã khiến ít nhất 1.489 người thiệt mạng tại Liban. Chính quyền Liban cho biết cuộc chiến đã khiến hơn một triệu người dân nước này phải đi sơ tán với hàng nghìn người vượt biên sang nước láng giềng Syria. Mỹ quan ngại Israel tấn công quân đội Liban. Reuters dẫn thông cáo của Lầu Năm Góc cho hay, ngày 23 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Galang về tình hình Gaza và xung đột hiện nay giữa Israel với Hezbollah ở Liban. Người đứng đầu Lầu Năm Góc bày tỏ quan ngại sâu sắc với các báo cáo về những cuộc tấn công vào lực lượng vũ trang Liban. Ông kêu gọi Israel thực hiện các bước nhằm đảm bảo an toàn và an ninh cho quân đội Liban cũng như lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Quân đội Liban cuối tuần qua cho hay, ba binh sĩ của họ đã thiệt mạng khi Israel tấn công xe quân sự của Liban ở miền Nam. Phía Israel đã xin lỗi và khẳng định không chống lại quân đội Liban. Theo tin tức truyền thông, Israel đã bắn nhầm xe tăng Liban khi tìm cách nhắm vào các chiến binh của Hezbollah. Trong khi đó, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Liban cũng bị Israel tấn công vài lần. Tuy vậy, Israel đã bác bỏ. Ngoài tình hình ở Liban, trong cuộc điện đàm hôm qua, Bộ trưởng Austin và người đồng cấp Israel cũng bàn đến cuộc khủng hoảng ở Gaza. Bộ trưởng Austin cho hay, Washington hoan nghênh các hoạt động hỗ trợ nhân đạo qua cửa khẩu Erez vào phía bắc giải Gaza, đồng thời hối thúc Israel giải quyết tình hình nhân đạo tại đây. Tuần trước, Washington gửi cho giới chức Israel một lá thư, trong đó đề nghị Israel có những biện pháp cụ thể giải quyết cuộc khủng hoảng ở Gaza, nếu không Washington sẽ buộc phải cắt giảm viện trợ quân sự cho theo Avi. Israel nói Hezbollah giấu vàng dưới bệnh viện Beirut. Mỹ chưa thấy bằng chứng. Ngày 23 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố ông không thấy bằng chứng cho thấy có một bong ke của Hezbollah chứa đầy tiền mặt và vàng được xây dưới bệnh viện ở thủ đô Beirut. Quân đội Israel nói rằng Hezbollah đã cất giấu hàng trăm triệu USD tiền mặt và vàng trong một bong ke được xây dựng bên dưới bệnh viện ở Beirut. Nhưng trước mắt họ sẽ không tấn công cơ sở này. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói Washington hiện không thấy bằng chứng cho thấy một bong ke như vậy. Chúng tôi chưa thấy bằng chứng nào cho thấy điều đó vào thời điểm này. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác Israel để có được độ tin cậy hơn về những gì họ đang xem xét, ông Austin nói với các phóng viên tại Rome. Bệnh viện Al sahel ở phía nam thủ đô Beirut của Liban đã sơ tán toàn bộ bệnh nhân hôm 21 tháng 10 sau khi Israel tiết lộ về bong ke bí mật của Hezbollah bên dưới bệnh viện này. Ông Fadi Alame nhà lập pháp người Ly băng và là giám đốc bệnh viện Al Sahel, khẳng định Israel đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật và vu khống, đồng thời kêu gọi quân đội Ly băng đến thăm và chứng minh rằng nơi đây chỉ có phòng phẫu thuật, bệnh nhân và nhà xác. Trong một tuyên bố phát trên truyền hình, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari nói rằng cựu thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, người bị Israel hạ sát vào tháng trước, đã xây dựng bong kè nói trên với thiết kế để trú ẩn trong thời gian dài hãng tin reuters cho biết họ không thể xác minh độc lập các chi tiết do quân đội israel đưa ra ông hagari nói rằng những chi tiết này đã được lực lượng tình báo israel thu thập trong nhiều năm